Hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáo TV và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan vụ việc của tập đoàn Xà Lan cũng như là bên phía gia đình của chị Kim Hà. Thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục có một bằng chứng rất quan trọng cung cấp cho tất cả quý vị khán các bạn. Bây giờ tất cả các bạn sẽ cùng nghe nha. Đó, đây là một câu nói của anh Tuấn Xà Lan và sẽ là một cái bằng chứng rất quan trọng. Mọi người sẽ hiểu được cái lý do mà chị Hà chìm một cách nhanh như thế nào. Đây. Có nghe cái câu chuyện là nói chị ngửa mặt lên chị cười gì với anh đó. Ngước lên á, như mình quýnh ngước lên, sóng đánh nữa ngước lên á. Em tưởng đâu cờ, ngước lên là hợp xuống luôn, mất tiêu luôn. Dạ. Nó độ như là nó lặn còn hơn mình chạy xe nữa. Ủa, ai lặn? Anh Tuấn nói là chị Hà lặn còn nhanh hơn là mình chạy xe nữa. Đó là cái tiếng hì của anh Tuấn ấy. Bây giờ em nói với tất cả mọi người là anh nói là chị Hà lặn còn nhanh hơn là anh Tuấn chạy xe. Mọi người tưởng tượng có một cái hì gì đó mà nó chìm từ cái mặt nước xuống đến đáy 30 mét nằm im ở đó 12 ngày. Ủa là cái gì vậy? Cái gì mà chạy nhanh vậy anh Tuấn? Cho người nghe lại này. Đó, cho người nghe lại ha. Nó độ như là nó lặn còn hơn mình chạy xe nữa. Đưa xuống cái hì luôn. Gì đó à? Đó, đưa xuống cái hì, cái gì đưa? Cái câu nói của anh Tuấn là nó rất là mâu thuẫn. Tự nhiên lại bảo nó chạy nhanh hơn mình chạy xe. Nó đưa xuống cái hì luôn á. Ủa ai đưa? À vậy là cái này là có ai đưa này, chứ không phải nhảy, đúng không? Vì anh Tuấn nói là nó đưa xuống cái hì luôn. Ai đưa? Nó là ai? Chứng tỏ là ở đây là không phải chị Hà té. Bởi vì anh Tuấn nói là chị Hà đây là nó đưa xuống cái hì luôn. Ai đưa xuống? Vậy là chứng tỏ đây là không phải anh Tuấn đưa, mà có một người khác đưa xuống, mà đưa một cái hì xuống nhanh hơn cả mình chạy xe nữa. Đó, mọi người thấy chưa? Em nói mọi người rồi, nói trước nói sau nói ngược cái xuôi, nó cũng phải lòi ra cái bằng chứng thôi. Cái làm sao mà thoát được? Đây. Nó độ như là nó lặn còn hơn mình chạy xe nữa. Đưa xuống cái hì luôn. Gì đó à? Rồi theo anh biết á, là chị Hà có biết bơi không vậy anh? Có, vợ em lậu được. Yeah, mà tại đợt này nó đau, nó yếu mệt nữa. Yeah. À, hóa ra là chị Hà lội được, biết bơi. Mà do cái đợt này đau, yếu mình, nên là không bơi được. Nhảy xuống phát là được cái hì luôn. Đưa xuống cái hì luôn. Bây giờ em nói với tất cả mọi người là bây giờ chị Hà có yếu mình hay là có mệt đi chăng nữa thì cũng vẫn cái giai đoạn sống chết. Cũng không bao giờ có chuyện mà em nói mọi người 3-4 phút mà chìm một cái hì được cả. Bây giờ anh Tuấn anh ấy nói là bây giờ là anh bơi đến đó cách 10 mét thấy lặn nhanh hơn chạy xe luôn. Thế em hỏi mọi người cái tiếng hì nó ở đâu ra mà nhanh hơn chạy xe luôn, mọi người có tin không? Em nói mọi người thì em nói là em không tin được, bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng là ở đây là những cái câu nói của anh Tuấn này nó mang rất nhiều cái sự mâu thuẫn. Nó không giống như cái vụ việc em nói với tất cả mọi người là chị Hà nhảy sông bình thường. Bởi vì em nói với người anh Tuấn anh nói là thấy chị Hà nhảy xuống 50 mét, anh chặt dây xuồng để bơi đi cứu. Ủa sao lạ vậy? Có 50 mét thì bây giờ anh thấy anh lao anh cứu chứ. Anh đi chặt dây xuồng nữa thì chị Hà trôi 40 mét. Có nghĩa là trong cái thời gian nó rất ngắn như vậy mà chị trôi 40 mét rồi nằm im ở đó 12 ngày. Mà lại nằm im ở đó là vì sao? Nó đưa xuống cái hì luôn. Ai đưa? Đó. Ừ, nghe nó có điện về cho nhỏ gái cái cuộc gọi nó 11:38 phút á. Dạ. Là đỡ lúc điện cho nhỏ gái em không có nghe. Dạ. Mà nghe nhỏ gái nói vậy á. Giờ điện xong sao cái em mới tình cờ em đi tiểu nữa. Dạ. Em gặp Châu Ngầu ở đâu đó, em Châu đó đó, có 50 thước em gặp. Ủa gặp sao không nhảy xuống cứu chị Hà? Anh Tuấn anh đi đái anh thấy chị Hà trôi 50 mét. Mà anh Tuấn lại không nhảy xuống để cứu. Anh làm gì quý vị? Mọi người nghe này. Em nói bà này làm gì vậy? Là té xong rồi đó. Em mới lấy xuồng hạ lâu, em lấy dao em chặt. Chặt em bơ lại cách vợ có 10 thước á. Ngước lên cái bơ lại có 10 thước gần tới cái nó hụp xuống cái mất tiêu luôn. Yeah. Anh Tuấn nghe rất là nhanh nhá. Thấy chị Hà trôi 5-10 thước. Hạ cái xuồng lâu. Anh lấy dao anh chặt. Anh chặt phát đứt luôn hả? 4 sợi dây. Anh chặt kiểu gì mà phát vào đất luôn. Anh bơi lại khoảng 10 mét nữa là chị Hà làm cái hì. Nghe thì nó có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà anh làm được không?
là sự thật là y chang chứ. À, anh nói anh vẫn nhấn mạnh nha, sự thật là y chang vậy, y chang vậy nha, chứ không phải sự thật nó là như vậy. Sự thật nó là như vậy, nó khác. Còn sự thật nó y chang vậy thì chắc chắn nó phải có sự thay đổi, đúng không? Bởi vì anh nói với tất cả mọi người là bây giờ anh nói nghe đơn giản lắm, anh nói là chị Hà, anh thấy là chị trôi 5-10 mét, anh không lao xuống cứu đâu, mà anh lại phải đi chặt dây xuồng, anh hạ lâu anh chặt dây xuồng, ủa phao cứu sinh đâu, anh sao anh không phi xuống anh kéo chị Hà lên, anh đang muốn câu giờ và anh bơi xuồng ra không phải để cứu mà để giám sát xem là có nổi lên nữa không, ra đi thật chưa để anh báo cho dì Năm đó. Em cũng nói với tất cả mọi người là cái vụ việc này nó rất là bí ẩn và đến bây giờ chúng ta cũng chưa thể giải thích được, bởi vì chúng ta cũng chưa thể nào biết cái lý do mà tại sao cái gì đã đưa chị Hà xuống một cái hì, cái gì đã làm cái hì một cái mà để chìm ở đó 12 ngày. Bây giờ em nói mọi người là dù anh Tuấn nói là nó lặn còn nhanh hơn xe chạy, ai lặn, làm gì có chuyện em nói mọi người hả, đang thả trôi đó mà anh Tuấn anh nói là đi chặt dây xuồng anh bơi ra, chị Hà làm cái hì, nghe nó không có một cái gì em nói mọi người là nó có sức thuyết phục ở đây cả. Như vậy là cái lúc mà chị Hà giận á thì anh cũng có ga là anh dỗ ngọt rồi ha. Hai chồng cửa lộn đâu có ngọt đâu, cũng nói tiếng qua lợn, anh em nó nói đi cho cao thấp á. Mà vợ em đưa tiền rồi em đâu có làm gì đâu, vợ chồng. Chị Hà đưa tiền anh Tuấn không làm gì hết, vợ chồng bình thường. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người nha, là hai vợ chồng cãi nhau, chị Hà không chịu đưa tiền. Đó, anh Tuấn bắt đầu anh mới nhổ neo đi. Anh nhổ neo đi, chị Hà lại đưa tiền. Ủa lý do vì sao? Đó, anh Tuấn nói là chị Hà tự đưa tiền xong rồi lại tự nhảy sông. Nghe chuyện nó quá vô lý mọi người ạ. Mà trong khi đó anh lại không đứng ở cái chỗ mà có bốn chiếc xà lan đỏ, anh lại ra cái chỗ vắng cơ. Đó, anh ra giữa sông đứng cơ, bởi chỗ đó đâu có ai nhìn thấy đâu. Lúc đó là vợ anh chắc là sợ anh à, sợ anh làm gì hay sao vậy? Ông cũng em mà chắc nó nói sao xui khiến sao em không biết luôn. Xui khiến sao, chị Hà nhảy sông mà sao xui khiến, đúng không? Đâu phải là cái chị gọi là cái gì đâu mà xui khiến. Chị Hà nhảy sông mà xui khiến cái gì? Cái chuyện em nói mọi người là càng nói thì nó chúng ta lại càng nắm được cái thông tin, là phân tích lại những cái câu nói của anh Tuấn, chúng ta mới thấy được rằng là chị Hà lặn xuống nhanh hơn xe chạy, đưa xuống cái hì luôn. Em hỏi mọi người đưa cái gì xuống, đúng không? Bởi vì em nói mọi người là bây giờ chị Hà thò một cái đầu lên cười với anh Tuấn, xong rồi chìm. Mà anh Tuấn nói là nó nhanh hơn xe chạy, cảm giác như anh Tuấn nói là có cái gì nặng nó kéo một phát hì phát xuống. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người, nghe anh Tuấn nói cái hì cái nằm ở đó 12 ngày, cái hì đó tiếng nó ở đâu ra, đúng không? Bởi vì em nói tất cả mọi người là bây giờ phải tìm được cái gì đó giữ chị Hà ở đó 12 ngày. Nhảy xuống sông, thả trôi sông 40 mét, mà anh Tuấn bơi gần tới là cái hì một cái. Anh Tuấn bơi gần đến nơi á là chị Hà hì một cái chìm. Anh Tuấn đứng trên xà lan nhìn xem chị Hà còn nổi lên nữa không. Không nổi lên nữa, báo chị Năm là chị Hà chết thật rồi. Ủa vậy là anh Tuấn có cứu đâu, đúng không? Bởi vì anh Tuấn thấy 10 mét nữa mà anh Tuấn đâu có bơi lại đâu. Cái nguyên nhân ở đây em nói với mọi người là ngay từ ban đầu là anh Tuấn đã không muốn cứu. Bởi vì những cái lời nói này em nói mọi người là nó không có cái đoạn mà chạm thấy xuồng đâu. Nó chả có cái đoạn mà bơi xuồng ra cứu chị Hà đâu. Bởi vì chị Hà đã chìm ngay lúc mà từ Dân Thành Hà Lan rơi xuống rồi. Chị Hà rơi xuống nước cái hì một cái là chìm đúng chỗ đó luôn. Bởi vì như thế chị Hà mới không có uống nước được, đúng không? Lúc đấy có sức lực đâu mà uống nước. Đó, em nói mọi người nó có nhiều cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy là nó vẫn còn cái gì đó mịt mờ, quý vị ạ, mịt mờ. 10 phút 15 phút không thấy nổi lên. Em mới tức mẹ rồi. Còn 10 phút là chìm luôn, là chìm rồi cái hì luôn, là không nổi lên luôn. Em bơi quằn quằn đó, đợi 10 phút 15 phút không thấy. Thế là anh Tuấn anh ấy bơi quằn quằn ở đó 10 15 phút không thấy nổi lên nha. Ta cho nghe lại này. Không nổi lên luôn. Em bơi quằn quằn đó, đợi 10 phút 15 phút không thấy nổi lên. Em mới tức mẹ rồi, giờ em điện chết rồi. Em mới điện cho bà dì Năm là cuộc gọi đầu tiên á. Anh Tuấn anh ấy bơi chiếc xuồng đó ở đó 10 15 phút không thấy nổi lên. Bắt đầu mới gọi cho dì Năm. Ủa thế sao dì Năm biết trước thì hay vậy dì Năm? Càng nói chúng ta lại càng mới thấy nó có cái điều gì đó bí ẩn. Không nổi lên luôn. Em bơi quằn quằn đó, đợi 10 phút 15 phút không thấy nổi lên. Em mới tức mẹ rồi, giờ em điện chết rồi. Em mới điện cho bà dì Năm là cuộc gọi đầu tiên á. Mới báo cho dì Năm, chưa dám báo cho bên vợ nữa. Vợ con mình gì biết sao báo.
mới điện cho ông Dũng Mười này nè, nó có ông ở nhà không? Nói Dũng Mười vợ con tình trạng như mắc rồi. Chết rồi, Dũng đứa con. À, hóa ra là anh Tuấn là anh điện cho Dượng Mười là sau gì năm. Mà Dượng Mười ở đâu mà Dượng Mười nhanh dữ thật. Anh Tuấn bơi ra kiếm chị Hà không thấy, quay vô Dượng Mười đã đứng trên xà lan trước rồi. Thì có thấy xuồng cho anh Tuấn, đúng chưa? Thì Dượng Mười mới biết cái chỗ chìm nó là chỗ nào. Mọi người có nghe cái lúc mà cái xác nổi lên không? Dượng Mười là người gọi cho anh Tuấn đầu tiên. Nó ra quanh xà lan mình á, nó nổi lên đúng chỗ chìm. Thì em hỏi với tất cả mọi người là chỗ chìm là chỗ nào? Thì Dượng Mười biết. Em nói với tất cả mọi người là trong cái vụ việc này đó, tất cả chúng ta đang rất là mong muốn cái sự thật nó sẽ sáng tỏ. Và cái nguyên nhân làm sao mà chị Hà lại có một cái tiếng hầy gì đó kéo chị Hà xuống dưới đáy sông 12 ngày. Mà chúng ta bây giờ đang muốn biết ở đây là cái 12 ngày đó nó nằm ở đó là vì cái lý do gì. Nó phải có cái gì đó giữ chứ, đúng không? Và những cái câu nói của anh Tuấn đó là nó ở đâu ra? Thì em hỏi tất cả mọi người, nó phải có lý do. Chắc chưa đó luôn nha. Chưa là có một tiếng hồ xuồng cào ra đây nè, em mới kêu hai chiếc cào luôn. Dạ. Mà không dính luôn à? Không dính. Rồi em có nghe cái câu chuyện là nói chị ngửa mặt lên chị cười gì với anh đó. Ngước lên á, như mình quýnh ngước lên, sóng đánh nữa ngước lên á. À. Em tự. À, hóa ra là chị Hà là cũng ngước cái mặt lên. Sóng đánh ngước lên, sóng mạnh quý vị ạ. Anh Tuấn trưởng chị Hà cười. Đâu cờ, ngước lên là hụp xuống luôn, mất tiêu luôn. À, ngước lên phát hụp mất tiêu luôn. Nghe nó vô lý quý vị ạ. Nó giống như kiểu không biết bơi, em nói mọi người kể cả người không biết bơi. 4 phút cũng chưa thể nào mà ra đi được, chứ đừng nói là người biết bơi. Bởi vì anh Tuấn nói là anh Tuấn bơi đã 10-15 phút. Thế lấy đâu ra mà dì Năm biết? Bởi vì 10-15 phút là lúc đó là 12 giờ hơn rồi. Mà dì Năm là 11:47. Dì Năm đã biết rồi. Nhưng mà 12 giờ anh Tuấn mới báo mà. Vậy là dì Năm biết thông tin qua ai? Dựng 10 à? Đó, em nói mọi người rồi. Nó rất là một cái gì đó bí mật ở đây. Dạ. Nó độ như là nó lặn còn hơn mình chạy xe nữa. Đưa xuống cái hì luôn. Đưa xuống cái hì luôn. Ai đưa xuống vậy? Đúng không? Nó đổ nó lặn nhanh hơn mình chạy xe. Đưa xuống cái hì luôn á. Ủa đưa ai đưa xuống? Nghe anh Tuấn nói là em thấy có một cái gì đó rồi. Đưa xuống cái hì luôn á. Ai đưa xuống cái hì? Đúng không mọi người? Bởi vì là những câu nói của anh Tuấn này nó quá rõ ràng. Chúng ta thấy rằng là có sự nghi ngờ, là có căn cứ chứ phải là không. Bởi vì chỉ có hai vợ chồng đi xe xà lan. Rồi anh Tuấn kể lại, có bằng chứng đâu, nhân chứng đâu, không thấy. Rồi cái gì giữ ở dưới đó không biết. Rồi xà lan mới, chị Hà mới đẩy lên, đem gấp xà lan đi sửa, rời khỏi hiện trường. Bởi vì sợ là lúc cái nước lớn nó quay xà lan về đúng cái chỗ chị Hà đẩy lên là lộ. Bởi vì Dượng Mười nói là nó nổi lên đúng chỗ chìm mà. Mà cái chỗ chìm là chỗ nào? Là cái chỗ xà lan anh Tuấn đậu. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người là bây giờ cái người ta mà nhảy sông, người ta có trôi ấy, người ta cũng trôi đi vài cây số. Chứ làm gì có chuyện mà em nói mọi người là nó nằm im ở cái chỗ nó chìm xuống quý vị. Mà đâu phải tự dưng nổi đâu. Nếu như mà không có cái người ta cào móc thì làm sao nổi được. Em nói mọi người là nó cứ nằm ở đó biết thôi. Phân hủy luôn không biết. Nhưng mà khi cào lên thì vẫn còn nguyên vẹn. Nguyên vẹn ở đây ấy, là không phải là người ta thắc mắc là không có cua ốc người ta ăn, cua ốc hến thủy sinh ăn. Mà nguyên vẹn ở đây là cái móc sắt đó đã móc phải cái gì mà chị Hà nổi lên. Cái đó mới là cái cần để chứng minh nguyên vẹn. Bởi vì cái móc sắt nó móc vào đâu là da thịt chúng ta còn bay được, chứ đừng nói là cái xác 12 ngày. Vậy mà không sao hết. Thì chứng tỏ là chị Hà ở đây là nằm trong cái gì đó. Cái móc sắt nó kéo phải cái gì đó thì nó mới nổi lên, đúng không? Chứ em nói mọi người là cái gì đó phải có lý do. Đến bây giờ chúng ta đâu có biết lý do vì sao đâu. Gia đình có nói rằng là cứ đợi chờ đi, chắc chắn buổi sáng tỏ. Nên em cũng rất là mong tất cả quý vị và các bạn hãy cùng em nha, tiếp sức cho em bằng cách là bình luận, để là cái ý kiến của mình thôi, là ủng hộ em thôi, là em rất là vui rồi, là em có động lực rồi. Rồi là thả tim, like mạnh tay để cho em có động lực. Em sẽ liên tục cập nhật phân tích những cái nội dung và sẽ để cho vụ việc này nó không bị chìm xuống. Nó sẽ có nơi để mọi người sẽ theo dõi. Và em cũng mong muốn vụ việc nó sẽ sáng tỏ và biết cái hì đó là cái gì đưa xuống. Đưa xuống cái hì là cái gì đưa xuống nha. Và cái gì đã giữ ở đó mà để nó chạy nhanh hơn xe độ. Quý vị ạ, rồi video này sẽ dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Rồi chào tất cả mọi người.